Hi, xin chào tất cả anh em, mình là Duna đây và chào mừng anh em đến với Diablo 4. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục Act 3 của tựa game này anh em nha. Sau khi là chúng ta đã kết thúc Act 2 ở tựa game ở video vừa rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ tiến tới Act 3 và tôi đã đến cái thành phố Kebaru, thành phố của Act 3. Để bây giờ tôi sẽ nói chuyện với ông Daru. Và chúng ta sẽ... đây, chính là ảnh đây. Giờ tôi sẽ nói chuyện với ảnh nghe được. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ôi, ông già ở đó tự xưng là Horadrim, nhưng ông ta uống say nhầm con bò. Ủa? Lorath nè. Anh ta đến thị trấn vài ngày trước để tìm kiếm là người hầu của quỷ Lilith, một người đàn ông nhợt nhạt. Tôi thấy anh ta không thích những gì mà anh ta đã làm. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ quản lý anh ta từ đây. Cô là ai? Anh ấy và tôi gặp nhau ở cái thị trấn Redwood. Tôi đã tìm thấy người đàn ông này. Đủ rồi, bây giờ hắn ta là của cô đấy. Chỉ cần tránh xa những cái chai này ra thôi. Cả hai người luôn. Ôi ơi, không biết. Hình như thằng Lorath này là không nhầm là con của Lilith. Lilith nói là đang tìm Lorath này. Con của Lilith mà có vẻ như hắn tại sao lại sai như thế này? Này anh bạn, không biết thằng này có phải Lorath pha ke không nữa. Ôi, quái gì vậy? Người muốn gì? Ông đã bảo tôi gặp tôi ở đây Lorath à, ông không nhớ sao? Ôi tất nhiên rồi, tôi nhớ. Tao chỉ ngạc nhiên là ngươi chưa chết sao? Hãy đưa cho ta cái chai đó. Điều gì xảy ra với ông vậy? Ta đã bị tấn công với một số lượng lớn rượu được sử dụng bởi bàn tay phản bội của chính ta. Ở đây có thể là một cuộc ẩu đả với mục tiêu là tấm bùn này. Ta đã nghĩ rằng ta đã chiến thắng rồi đó. Lorath à, người đàn ông nhật nhà, người đàn ông kia là ai? Paleman là ai? Paleman chính là Horadrim. Horadrim ư? Ông còn phải biết anh ta. Tôi nghĩ rằng ta đã gặp anh ta một lần rồi. Tên của anh ta là Elias. Hắn là người đã đưa Lilith đến Saktori. Có thể là ta không nắm bắt được tin tức gì tốt cả. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Hãy tìm hắn ta đi. Tìm ra những gì mà hắn ta đã làm. Và sau đó giết hắn ta đi. Nghe này, có một người phụ nữ ở đâu đó. Bà ta có những thông điệp duy nhất mà chúng ta cần. Và ta không có lợi ích gì cho bất cứ ai vào lúc này cả. Cô có thể tìm thấy bà ta. Hãy đừng có lãng phí thời gian ở đây. Ôi, khứa sai xỉn à. Cả hãy chấp nhận được. Bây giờ hắn kêu mình tìm cái bà phụ nữ nào á, để gặp bà phụ nữ để hỏi xem. Tại sao? Là chị Durian. Lorath nhờ tôi tới đây. Cô có nghe tin tức về cái tu viện Oribe này không? Không có tin tức gì từ Oribe, giống như ngày hôm qua và ngày hôm qua nữa. Nhưng tôi có một thứ khác nè. Thứ gì chứ? Một người ta đồn rằng người đàn ông Paleman đó đã đi qua Abaru cách đây ít lâu. Sau khi tôi ra tối qua, tôi cá là hắn ta sẽ muốn biết. Vậy thì nói luôn đi, trời đất ơi. Bắt tôi làm người vận chuyển à? Người đưa tin nè. Này anh bác, bà ta không biết cái tu viện đó, nhưng mà bà ta biết về anh chàng Paleman đó. Bà Taken đã cho tôi một cái thông điệp, nhưng mà kỳ lạ. Ta đã viết thư cho tu viện Obi vào ngày mà ta đến. Có lẽ như cái người chủ ở đó nên trả lời ta ngay bây giờ. Đã nói về một cái gì đó hẻm núi. Tại sao lại không nói như vậy? Chúng ta có nên đi ngay lập tức không? Không, nhưng chúng ta không thể bỏ mặc Oribe được. Vậy đi, bây giờ ta sẽ đi đến hẻm núi. Cô có thể đi đến tu viện không? Cô có vẻ đáng tin cậy đó. Hãy đừng để tôi nghĩ chứng minh là tôi đã sai. Bây giờ thì tôi sẽ đi đến đây, gặp Lorath ở Canon, hoặc là đi đến Obedee để nói chuyện về Abbot. Thôi bây giờ thì tôi sẽ đến cái tu viện Obedee để xem cái sự việc gì xảy ra ở tu viện Obedee này. Wow, đây rồi, tôi tới cái tu viện rồi nè anh em ơi. Trong khung cảnh khá là hoành tráng ấy. Bây giờ tôi sẽ đến đây để gặp cái người chủ ở đây, nhưng mà sao nơi này lại chết chóc như thế này? Ôi, phải đi xuống hang rồi, không biết mọi người ở dưới đây còn sống không nữa chứ. Wow, đẹp thế. Có ai đây không? Có ai đây không? Hình như là không có ai hết anh em ạ. Ôi trời ơi. Sát nhân của Saturi. Khóa cánh cửa lại. Ai vậy? Ai đang nói ở đâu vậy? Tìm họ thôi. Ừ, nó đóng cửa lại rồi. Đóng cửa thả chó à? Chuyện gì vậy? Ai đã giết tất cả mọi người ở đây vậy? Hắn ở đây. Vậy là để coi đường nào qua bên kia ta. Đi đường kia. Tiếng động phát ra từ phía đối diện. Tôi sẽ đi hoành lại để tôi đi qua bên phía đối diện xem. Chính là ở đây nè anh em ơi. Một tiếng hét sợ hãi. Ồ, một vết máu à. Tiếng cãi lộn từ cánh cửa này. Cánh cửa này đã bị khóa rồi. Vậy thì tôi sẽ tìm đường khác đi vào cánh cửa này. Cái chuyện ẩn khúc nào xảy ra ở cái tu viện này rồi? Tất cả đều bị khóa. Tôi phải tìm đường khác thôi. Cái gì đấy? Đồ à. Ô, chìa khóa nè. Vậy thì ra là xác chết của bà nữ tu này có chìa khóa. Tôi lấy được chìa khóa rồi. Bây giờ đi lại cánh cửa để mở thôi anh em ơi. Xem ai bên cánh cửa mà lại la hét thất thanh như thế này. À, chúng ta mở bằng cách chúng ta đặt đồ vào cái này. Ai vậy? Ôi gì đấy? Tự á. Cho mẹ triệu hồi ác quỷ ra đi. Cái bộ chiêu của tôi chưa tối ưu lắm. Có lẽ tôi sẽ đổi cái cường hóa lên thành một cái chiêu khác. Có thể là một chiêu để một chiêu sát thương chảy máu chẳng hạn. Rồi, anh bạn tu sĩ này ở đây à? Nãy là tiếng hát thất thanh của anh sao? Anh bị thương sao? Cái người chủ của cái chỗ này đâu rồi? Chủ đã mở cái cửa này và một con quỷ đã mỉm cười. Hắn ta có kiến thức Obedee. Thôi không sao đâu. Tôi đã dọn được ra rồi. Bây giờ anh có thể đi bộ ra. Không có lối thoát. Đến kiến thức thì không bao giờ rời bỏ được. Hãy cho tôi. Sau đêm nay chúng ta phải bảo vệ cái chỗ này. Sao ông chết ngắt rồi? Rồi ông nói được mình vài câu cái ông tự lăn ra chết à. Đột quỵ à. Thôi đi xuống đây xem sao anh em ơi. Trời ơi, đây có một lối đi nữa nè, tôi tưởng đâu tới đây là đã xong rồi. Ai ở đây? Đây tên là Saktori. Ồ, tính ra cái đền thờ này này gọi là nơi của tu sĩ. Nên như lúc đầu vô là đây là nơi của tu sĩ, giống như nhà thờ vậy. Cái người mà làm chủ nhà thờ gọi là gì anh em nhỉ? ánh sáng. Ok, quỳ lại van xin, tại chúng ta đi vào nhà thờ mà. Thủ tục thôi. Hả? Vào được rồi đó. Từ buổi sáng tôi mở mắt ra và thấy bóng tối đang đến. Ngày qua ngày tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận cái gánh nặng kiến thức này. Cho đến tối tôi tiếp tục giữ nó an toàn cho đến đêm sau đó. Phòng ấn đã mở và một cánh cửa. Wow, cháy vậy. Oh no, kiến thức đã bị đốt cháy rồi. Vậy là ai đã đốt cháy kiến thức rồi? Đốt cháy kiến thức là một sai lầm, phải trả giá. Ủa, ông này chính là ông chủ cái tu viện này nè mọi người ơi. Ông đây rồi. Chúng ta cần phải rời ra chỗ này nhanh lên. Không, tôi đã bị đốt cháy rồi. Với phần còn lại ở đây. Elias đâu rồi? Đã biến mất rồi. Anh ấy nói sự hủy diệt của thánh địa sắp xảy ra và chỉ có tôi mới thể giúp được. Rồi lại bị dụ nữa rồi. Hắn triệu tập một con ác ma nhỏ hơn. Tất cả những gì hắn cần. Hắn lấy tất cả những gì hắn cần. Và sau đó các học giả của tôi, hắn đã giết chết họ. Hắn quỷ của này của tôi. Ôi rồi, hắn bị linh hồn xấu xa châm chiếm rồi. Vậy là nó triệu tập các học giả của ông này lại. Ôi, thì ra tôi đến tu viện này, nhưng mà tu viện này đã bị phá rồi nên mà bây giờ tôi phải đánh con boss này rồi. Ông chủ tu viện này chính là con boss luôn. Muta tối quá đéo thấy gì hết. Muta đây, tôi cũng có linh hồn ác ma vậy. Ra nè, chết mờ rồi. Phá cái đường này, chém luôn nè, bổ luôn nè, chém tiếp nè, xoay. Ây da, không có gì nên tạo ra những cái tường này thôi. Tên quái này không nguy hiểm, an toàn anh em mà. Có thể lụm tên quái được cách dễ dàng đấy. Nhưng mà chúng ta không sơ suất được. Để thấy đường gì cả. Ây da. Ôi, có kiên rồi. Mình có khiên rồi. Đứng trong cái khiên là anh bạn đã sai lầm rồi anh bạn ơi. Ây da. Thằng khứa này chỉ khó khăn một cái là nó tạo ra những cái bức tường bằng đất này thôi. Còn lại thì nó cũng yếu. Chúng ta có thể đánh được nữa. Chém. Muta. Triệu hồi ác ma chém. Mạnh thật sự luôn. Cái chiêu mà triệu hồi ra mấy cái linh hồn này mạnh quá này mà. Quá mạnh so với phần còn lại rồi. Vậy thì chúng ta đến đây nhưng mà đã bị Elias triệu hồi con quỷ và đã phá hủy chỗ này rồi. Cái người chủ cái chỗ này gọi là chủ trì, gọi là chủ trì cái chỗ này cũng đã bị biến thành ác ma luôn rồi. Bây giờ thì tôi phải trở lại và nói chuyện với thằng Lorath thôi anh em ạ. Đây rồi, lão Lorath đây rồi anh em ơi. Cái vị trụ trì của cái ngôi tu viện đó đã bị sát hại bởi Elias rồi. Hắn đã làm gì? Hắn ta đã triệu hồi một con ác ma nhỏ hơn. Hắn ta sao? Một cái gì? Rồi. Tất nhiên là tôi không biết nữa. Elias có sức mạnh thứ hai chỉ sau cái tên Rimear. Nếu Elias có thể triệu tập một người để kiểm soát thì hắn có thể nhấn chìm tất cả. Nghe kinh vậy. Nghe. Bây giờ mình phải tìm kiếm thằng Elias. Nói chuyện với Lorath. Đây, ở đây chúng tôi tìm thấy cái này nè. Ôi, quái vậy, chúng ta đã đến quá muộn rồi sao? Elias đã đi qua đâu rồi? Genba đã triệu hồi sư. Làm thế nào mà ông có thể chắc chắn như vậy được? Không phải là nó rõ ràng rồi sao? Elias lấy cái Genba không bạn bè, cơn giận dữ lắng xuống, vì vậy anh ta chơi như một kẻ chơi đàn với tình yêu của Lilith. Sau đó, anh ta đưa công cụ để bày tỏ nỗi tức giận của mình. Một cái cuộn giấy triệu hồi ư? Đúng như vậy, rất sâu sắc. Ai biết được Genba đã quay cuồng trong cơn điên loạn này như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy đi theo. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được câu trả lời. Đi tiếp thôi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ tìm Genba. Lại đi tìm một người khác. Genba ở đây. Cuối con đường. Tuy là bây giờ mình chưa gặp Genba, nhưng Genba có vẻ là một người khá là mạnh mẽ. Lilith đi đến đâu đều chiêu mộ những người mạnh mẽ. Genba cũng không phải là ngoại lệ. Hắn mạnh mẽ và có sức mạnh tiềm năng nào đó mới khiến cho mẹ Lilith để chiêu mộ hắn ta, quyến rũ hắn ta. Sợ là một hồi hắn bây giờ hắn đi theo Lilith rồi, một hồi thì hắn biến thành một con quái vật luôn đó anh em ạ. Có thể đây là gặp nó luôn đấy. Ôi shit, đây nè, Genba này. Oh no, Genba. Lãng khách. Có phải là Elias đã gửi cô đến đây không? Chủ Elias à? Trên thực tế thì hắn đã làm như vậy. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta còn quan trọng hơn. Chúng ta có một cái gì đó. Nhưng chúng ta đã nghe nói là hắn đã tấn công anh có biết gì không? Dối trá, đồ dối trá bẩn thỉu. Ông chủ có tất cả dịp hắn cần rồi. Ôi 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 ôi. Thấy không, tôi biết lắm mà. Genba nó trở thành con quái vật rồi đấy anh em ạ. Ai bị Lilith quyến rũ thành quái vật thì tôi đập người đó hết, đơn giản. Chém hắn đi, đúng rồi, xoay. Tên Genba là một nốt nhạc cái mà. Xoay. Ây da, Ôi, thằng này có chiêu quảng sợ khá là khó chịu. Nè, quảng sợ đi. Vô cái vòng của tao này, quảng sợ. Miễn nhiễm nè anh ơi. Ông chủ Elias, hãy nghe tôi. Lorath, ta đã đợi rất lâu cho cái thời gian này rồi. Ta đã đợi điều này rất là lâu rồi. Đéo mẹ, Elias. Thằng Elias nó khủng hơn này. Bây giờ thằng này sẽ được Elias bút nè. Ta có một món quà cho ông. Quà gì chứ? Một con ác quỷ từ địa ngục. Genba, Mahon. Hai đứa à. Bây giờ một đứa nó chơi không lợi mình thì bây giờ nó kêu hai đứa lại. Tao lại sợ mày quá cơ. Cho món quà nào mạnh hơn tí đi anh ơi. Xoay, giết hết. Giết luôn. Chiếm. Nè, tôi bổ một cái là đi nè. Chiếm. Chết ngắt rồi. Ôi ơi, chấp luôn á. Chấp món quà của anh bạn luôn á. Yêu thật sự. Rồi bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tin xấu đầu tiên thì Genba đang đợi ai đó có vẻ như Elias đã khiến người khác phát điên. Tôi cá là hắn cũng sẽ triệu hồi. Cô đã nghe về Genba. Ông chủ có tất cả những gì mà hắn cần. Sư phụ có tất cả nhiều hắn cần. Hãy để ta chặn cho chúng ta một món quà, có nhớ không? Một con quỷ mà hắn ta gửi đến để giết chúng ta. Nó là duy nhất và đòi hỏi phải cho ăn liên tục. Trên thực thế là cho hy sinh sự con người cho nó ăn á. Nếu ta mổ bụng nó, bên trong có thể nắm được manh mối, thì cho biết là chúng đến từ đâu. Vì vậy tôi sẽ mang nó đến cái KBO để kiểm tra. Vậy là giờ Lorath này đem cái con quái vật mà hồi nãy được triệu hồi đó. Mà để nuôi con quái vật đó là con quái vật đó phải được cho ăn thịt người. Là trong bụng nó chắc chắn phải có manh mối. Nên ông Lorath này đem con quái vật đó đi đến cái chỗ bên kia để kiểm tra. Còn mình thì bây giờ mình sẽ trở về gặp Lorath tại Kebaru, sau khi mà anh Lorath đã kiểm tra rồi. Nè, ông đây nè anh em. Sau cùng thì việc điều tra như thế nào rồi? Tôi ở đây đây. Bây giờ thì chuyện gì tiếp theo đây? Cuối cùng thì con quỷ mà Elias cung cấp đã sẵn sàng một con dao hả? Elias có biết chúng ta sẽ sống sót sau cuộc tấn công của hắn ta không? Hắn biết đó. Điều nghĩa là có... điều đó có nghĩa chúng ta sắp hết rồi. Hãy xem cái gì bên trong có không? Vậy thì hãy bắt đầu thôi. Nè, đi vào bên trong xem coi có cái gì không. Ồ, nó đang bảo vệ cái Genba sao? Tác phẩm này của Elias đó. Nhưng hắn ta đâu rồi? Câu trả lời nằm trong dạ dày của con này. Ôi, phổi người nè, tim gan nè, và một bàn tay. Thực tế nhị, bàn tay của một quý tộc mềm mại. Chân nữa nè, nhiều hơn là những đôi bốt lạ mắt. Đó là con trai của ai đó, hoặc là con gái. Chúng ta nên đốt con quỷ này đi. Quy chương vàng mang biểu tượng của người cai trị hoàng gia Ruan, người cai trị cũ. Thôi đủ rồi ông già. Người chết xứng đáng được tôn trọng. Người chết không xứng đáng gì khi gặp nguy hiểm. Bây giờ Ruan có một người cai trị mới và chúng ta có Elias để làm ơn điều đó, để cảm ơn điều đó. Người chết có thể vô giá trị với ông, nhưng chiếc quy chương đó có thể mang lại bình yên cho những người vẫn có thể đang để tang. Tốt thôi, chúng ta sẽ đi tìm Elias. Chúng ta phải đến Ruan, gặp tôi ở đó. Chúng ta sẽ nhanh chóng về nó. Vậy thì sau khi mổ bụng con quái vật thì tìm được một số manh mối. Đó chính là những người ở chỗ Gurihan đó. Giờ để đến chỗ Gurihan để điều tra cái manh mối đó. Đây à. Đây à anh bạn. Tôi đây nè, Lorath đây. Wow. Một view nhìn tự xuống cái nơi thung lũng. Đẹp thật sự. Chào mừng cô đã đến. Đáng tiếc là cô đã không mang thêm một đội quân. Một bao vây công trình. Elias ở đây sao? Ồ, có cả sàn đấu nữa này. Hãy đi đến cung điện không còn nghi ngờ gì nữa. Đằng sau bức tường cao kia với cánh cổng bị chặn phía sau, chúng ta không thể thông qua được. Zolaya, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ôi, anh đã mất tích bao lâu? Mắc kẹt trong đó với những tên đồ tể bên kia. Cô ta có thể là người duy nhất còn lại biết về đường hầm. Nếu cô ta vẫn còn sống thì đường hầm này chắc hẳn phải tồn tại. Ông không tin tôi sao? Tất nhiên là không rồi. Cô là một tên trộm hữu ích nhiều năm về trước, đúng. Nhưng rõ ràng là cô có một lý do khác để tìm kiếm Oren này. Chắc là vì tiền. Mấy tên trộm thì thường là vì tiền. Không phải việc của ông đâu. Nói đúng ý rồi. Nếu tôi nhìn thấy Oren, tôi sẽ bắt đầu từ đâu? Nếu tôi muốn tìm kiếm Oren, tôi sẽ bắt đầu từ đâu? Cô ta có một ngôi nhà ở quảng trường Mackell. Có lẽ chúng ta phải gặp nhau trước đó. Nhưng tôi thì không thể tiến gần lại chỗ đó được. Vậy bây giờ chúng ta phải cố gắng sống sót trở về thôi. Nghe có vẻ đây là nguyên khu thành trì của tụi nó anh em ạ. Và có lẽ là cũng một đi khó trở về đấy. Vậy là hai người đã bỏ đi mợ rồi. Nhát gan thế. Vậy là chỉ có mình tôi đi xuống chỗ này thôi. Ôi, tôi lại sợ quá cơ. Đây, cuối cùng cũng đã đến nhà tù này. Wow, nhà tù lớn thật đấy. Bây giờ sẽ tìm kiếm Oren. Oren có ở đây không? Oren có trong đây không? Nghe tiếng gì vậy? Đi luôn. Đi vô luôn. Ồ, nhà tù lớn thật sự. Quá trời rộng à. Đây à. Ôi, đây không phải là Oren, đây là một con boss. Tại sợ quá cơ. Đánh mày luôn. Đây chắc là con boss canh giữ nhà tù anh em ạ. Rồi. Oren, cô có đây không? Ai đó? Oren đây nè, gặp được Oren rồi. Cô không phải hắn ta ư? Cô là ai? Tôi nghĩ tiếp theo thì hắn sẽ đến với tôi đấy. Bạn của tôi, cô tên là Zolaya đã gửi tôi đến đây. Ủa, cô ấy vẫn còn ở đây sao? Cô sẽ sớm gặp lại cô ấy thôi. Cô còn phải vượt qua chỗ này. Không, tôi biết một lối khác an toàn hơn. Cái cánh cửa nhà tù đã cũ, tôi đã bị phong tỏa nhiều năm trước sau một trận động đất. Vậy là gặp được cô Oren này. Cô Oren dẫn cho chúng ta đi một lối bí mật. Đây sao? Mở này. Phá cánh cửa này luôn. Đi nào cô Oren. Nè, đó. Thấy bạn của cô chưa? Zolaya. Oren. Bạn đã trở lại với tôi rồi sao? Tôi đã chờ đợi bạn, khiến bản thân gặp nguy hiểm đó. Ôi, đồ bướng bỉnh. Tất nhiên là tôi đã khóc rồi. Tôi sẽ đi đâu mà bạn không cho tôi biết chứ? Bất cứ nơi nào, miễn sao rời xa khỏi nơi này là được. Vâng. Cô là một người may mắn đó. Tôi sẽ đưa cho cô điều này, điều đó. À, Lorath cử người đến đây để tìm cô đấy. Tôi cần sự giúp đỡ của cô để vào cung điện. Đây là một đường hầm thoát hiểm cũ. Lối vào nằm trong các hang động gần đó. Phía sau một góc đường được đánh dấu bằng cái biểu tượng Oversave. Hai con quỷ đã tham gia vào ngọn đồi hả? Kevin. Có thể tồi tệ hơn nữa đấy. Wanderer, cảm ơn cô. Hãy tự chăm sóc bản thân nhé. Đi thôi. Tôi nghĩ là con ngựa đó của người lái buôn. Tốt nhất là đừng nói cho hắn ta biết. Ăn cắp à? Người ăn cắp. Vậy là cứu hai người đó, chúng ta được một cái thông tin là được một cái đường hầm bí mật để đi vào trong cái thị trấn để gặp thằng cứ Elias này mà. Ôi, Lorath đây rồi. Khi mà cô ở trong thành phố thì tôi đã suy nghĩ về kế hoạch triệu hồi trong một số con ác ma. Những gì hắn ta làm với Gurihan là một khởi đầu mới. Anh ta đã nhấn chìm nó trong biển máu. Có nghĩa là mục tiêu của anh ấy có thể là Durian hoặc Iroyd. Có gì khác nhau chứ? Durian muốn nuôi sống một nỗi đau trong sự giành vặt về tinh thần, cảm xúc. Cho dù đó là ai, nếu Elias thành công thì nhiều thành phố khác sẽ chịu xung số phận với Gurihan. Hy vọng duy nhất của chúng ta là hắn vẫn chưa hoàn toàn làm được điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào hang nè. Đâu? Ở đây có gì? Ở đây có một cánh cổng. Ồ, đây là nơi nào đây? Lorath à? Song kiếm, giống như sự tranh giành. Ơi, mở rồi. Chưa kịp hỏi ổng mấy câu khác nữa. Hay, rồi. Ổng lặng luôn rồi, đi qua đây nè. Giống như Oren. Vậy đó là một biểu tượng song kiếm. Giống như những biểu tượng khác. Rồi đó. Cô có nghe thấy gì không? Một giọng nói. Không ông nội ơi, có mình ông nghe thôi. Ở đây à? Tại sao chúng ta lại ở đây? Cần thêm một con mồi à? Hay là nhiều thịt hơn? Đệ tử của mẹ à, mấy này đệ tử của mẹ à. Mình sẽ thấy sớm thôi anh bạn à. Những hạt giống của chúng ta sẽ đơm hoa kết trái, Ruan sẽ được tái sinh. Và như vậy sẽ... Vậy sẽ sao? Vậy là hắn sẵn sàng triệu hồi Adriel vào thế giới. Sức mạnh của bà ta sẽ nâng chúng ta lên một tầm cao mới. Và tất nhiên thì anh sẽ có nhiều thịt hơn. À, thằng này chỉ quan tâm đến thịt thôi anh em ạ. Mấy đứa này đang dụ dỗ. Ồ, thật sao? Tao muốn xem. Chắc chắn rồi, bro tuyệt vời. Anh sẽ là người được vinh danh đấy. Ồ, thằng này cũng mạnh đấy. Té thôi anh Lorath ạ. Nó chém hai thằng ra thành tro bây giờ. Ồ, có một cánh cổng nè với những biểu tượng kỳ lạ. Vào thôi anh Lorath ạ. Đi vào. Ồ, chúng ta chỉ phá cổng thôi. Ồ, nhìn đây này này. Wow, cái thư viện của thằng Elias à. Lụm đồ. Đồ ngon quá em ơi. Chúng ta tìm gì ở đây đây? Tôi nhận ra nhiều cuốn sách này. Hắn đánh cắp từ cái hầm Horadrim. Nói chung là không hiểu mẹ gì hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm kiếm một vật gì đó ở đây nè. Tìm kiếm thông tin về Elias. Đây chắc chắn là có thứ. Đây có những bức vẽ về những ác ma nè, gồm có Diablo, Bone và Mephisto. Và bên dưới có một nét vẽ do Elias viết là chỉ có những người có may mắn mới có thể mở đường. Ok, vậy thì chúng ta sẽ tìm một manh mối khác. Có thể tôi là người may mắn đấy. Thôi mình là nhân vật chính mà. Sự tái sinh của chúng ta bắt đầu từ đây. Với Adriel bị xiềng xích vào trái tim của Ruan, bà ta sẽ nuôi dưỡng sự đau khổ trong thành phố và sự thống khổ này. Và đến lượt chúng ta sẽ nuôi bà ta. Sức mạnh của Adriel sẽ là của chúng ta để sử dụng chống lại các chúa tể địa ngục khác. Và nhiều hơn nữa. Con sẽ không làm mẹ thất bại, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu mẹ. Ôi, nói chuyện với Lorath nào. Đây là những thứ mà tôi đã tìm thấy đây. Adriel bị xích vào trái tim của Rohan. Tội ác của bà ta sẽ không ở lại đây, nó nhấn chìm trong cái vùng đau khổ. Điều này thì thực sự quá điên rồ rồi. Hoàn toàn ngược lại, tâm trí của Elias đã hoàn toàn trống rỗng rồi. Tôi biết anh ấy. Anh ấy đang tìm kiếm một mục đích. Tôi không thể đưa cho anh ấy một cái gì vậy. Anh ấy đã tìm thấy Lilith. Tôi đã ngăn cản anh ta. Ta để anh ấy trở thành như thế này. Đây là cơ hội của chúng ta để làm cho đúng trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đúng vậy, chúng ta có những việc mà chúng ta cần. Việc triệu tập sẽ diễn ra tại cái ngôi đền nào đó. Bây giờ hãy tìm lối thoát đi. Biết Elias thì cô sẽ có một trong cái trường hợp mọi thứ... Sẽ có một cái trường hợp chính là mọi thứ sẽ không như ý cô đâu. Rồi, chúng ta vào đây chủ yếu là chúng ta để điều tra anh em ạ. Và sau có các những... có cấm hàm ẩn đây à. Và sau khi điều tra cái cuốn sách mà do Elias viết lại thì chúng ta đã điều tra xong. Chính là Elias đã trong lúc mà tâm trí rối bời thì mẹ Lilith lại xuất hiện đúng lúc. Và sau đó thì Elias lại đi theo mẹ. Bây giờ chúng ta hãy ra thôi. Nói về quái vật Elias nhưng thật ra nãy từ đầu đến giờ chúng ta chưa gặp hắn luôn á. Bây giờ nói chuyện với Lorath nè. Bây giờ thì sao đây? Bây giờ thì sao đây anh bạn? Có lẽ tôi nên giết hắn khi còn có thể. Là sao? Là sao anh bạn? Là bây giờ chúng ta phải đi giết hắn à? Udu! Chúng ta phải nhanh lên! Udu! Chúng ta phải nhanh lên anh em ạ! Chúng ta đến đây thôi. Rồi chúng ta sẽ đến ngôi đền bị... Ok, đến ngôi đền nào. Rồi sao đây anh bạn? Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Có một nơi nào đó trên thiên đường này, Durian đã lấy lại ngôi đền cổ. Rắc rối là chúng ta không thể đơn giản mà bước vào như vậy được. Elias đang nghiên cứu bất cứ điều gì về cái đền thờ Metro. Chỉ có thể có phước lành mới có thể mở đi vào được. Đúng vậy. Nếu đó là chìa khóa vào bên trong ngôi đền thì tôi sẽ mạo hiểm. Nhiều khi tôi là người có phước lành đấy anh bạn à. Đâu, bên đây đúng không? Đây. Oh, fuck. Cái gì đây? Một con quỷ này. Bọn họ đang thờ thần à. Vào thôi. Bởi chúa tể quỷ diệt, ảnh hưởng của ông ta đã phát động mọi cuộc chiến trong lịch sử. Chưa bao giờ hắn mệt mỏi vì xung đột cả. Tên thật của anh ta là Torbelos. Torbelos. Oh, đau đớn. Cô ổn không? Tôi ổn. Còn 2 ngôi đền nữa. Diablo và sau đó đến Mephisto. Hay mạnh mẽ lên. Mỗi lần đến một cái ngôi đền thì tôi lại bị kiểu như bị phong bắn sức mạnh hay sao á. Bị mất hết một miếng máu nè. Là kiểu như là mình bị đột ngột, mình bị đau đớn á. Sợ sau 2 ngôi đền nữa thì mình hiến cái sức mạnh của mình chịu không nổi luôn ấy chứ. Nhìn nè anh em. Đây là vị thần của những cuộc chiến tranh. Bây giờ chúng ta sẽ đến vị thần Diablo. Ngôi đền Diablo cũng là tên của tựa game này luôn. Đâu? Wow. Đây là thần Diablo à. Diablo à. Đây rồi anh em ơi, thần Diablo. Diablo, chúa tể của sự nỗi sợ hãi. Mọi sợ hãi chết người, mọi cơn ác mộng. Anh ta là gốc rễ của nó. Luôn luôn là như vậy. Tên thật của anh ấy, nói tên thật của anh ấy đi. El Diablo. El Diablo. Ôi ôi, tôi càng ngày càng nặng rồi này. Khi mà nói tên thật của cái vị thần này thì mình sẽ bị giống như bị nguyền rủa vậy. Và tổng cộng có 3 vị thần. Thôi bây giờ tôi đã hiến sức mạnh của mình để nói cái vị thần, tên vị thần rồi. Bây giờ tôi sẽ đi qua vị thần thứ 2, Mephisto, ngôi đền Mephisto. Cái tượng thờ của Mephisto. Ôi, shit. Nhìn như vị thần này là mấy cực ngầu này dưới địa ngục à. Ôi, shit. Chúng ta sẽ biết okay. Đây là cái ngôi đền cuối cùng nè. Mephisto, chúa tể của sự hận thù, cha của Lilith. Wow, cha của Lilith. Cô phải cẩn thận. Máu của cô, bà ta đã một phần của cô rồi đó. Thấy không? Sức mạnh ở đây đã kích động cô đấy. Tôi nói với ông rằng tôi có thể xử lý. Nói gì thì nói. Chúng ta hãy đi tìm cái ngôi đền nữa nè. Vậy thôi. Khi sẵn sàng thì hãy nói tên Mephisto. Nhưng hãy cẩn thận đó. No, bây giờ chính là thời khắc ơi. Có khi nào tôi nói cái tên của ông này xong tôi nghẽo con mẹ nó luôn không? Chúng ta phải làm thôi. Duel Mephisto. Oh shit. Oh shit. Một cánh cổng thời gian mở ra. Chuyện gì thế này? Loot the world. Oh, lại là cái con sói này. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiếng gì vậy? Mephisto, tôi biết ông là ai đấy. Vâng, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Elias, phạm nhân tìm cách sử dụng sức mạnh của các nguyên tố cho mục đích riêng mình. Không ai biết vị trí của chúng nữa đúng không? Sự can thiệp của hắn đã thu hút tiếng vang từ quá khứ đến nơi ẩn náu của ta về sự hận thù. Nhưng cô có thể sắp xếp lại nó mọi thứ theo trật tự. Một khi mà cô mang lại hòa bình cho vương quốc này thì ta có thể ban phước lành cho cô. Oh shit, thật không ngờ con sói chính là chúa tể của sự hận thù. Oh shit. Và bây giờ có tổng cộng các phá hủy cái bảo vệ Barbarian nè. Tôi phải đến đây và tôi phá hủy các cái chỗ bảo vệ này. Đi thôi anh em. Không biết là cái gì chứ. À, cánh cửa. Chẳng phải mình cũng là người Barbarian sao? Chiến binh Barbarian. Hay là mình bị sự quyến rũ để đánh lại tộc Barbarian nhờ. Chắc phải tiến sâu vào trong chúng ta có thể giải đáp được thắc mắc này. Trời ơi, cánh cửa lại mở này. Đây, lại là này, chúa tể của sự tu hận Mephisto, trời đất ơi. Ôi ôi, chúa tể ở đây à. Thật ra Mephisto này làm tôi liên tưởng tới một con quái vật thần thoại Bắc Âu tên là Medigo. Có nét rất là giống. Và tất cả mọi người đều sợ cái con quái vật Medigo đó, vì nó mang đến cho mọi người một sự chết chóc. Và con Medigo đó cũng hay thường quyến rũ mọi người để có thể ăn thịt người. Và đây là Mephisto, chúa tể của sự hận thù, cha của Lilith. Có thể ông này theo cái ác, hoặc cũng có thể có một lý do nào đó. Thôi thì bây giờ tôi sẽ nói chuyện với ông ấy xem. Well done. Làm tốt lắm. Người được sinh ra cho việc này đấy. I didn't expect a primeval would need a mortal's help. Yes, I've had some bad luck in. Đúng vậy, ta đã bị mắc kẹt trong cái đồ ta gặp xui xẻo trong món đồ trang sức bằng đá linh hồn, ta bị mắc kẹt trong đó. Để trở lại địa ngục. Bản chất của ta là loại bỏ, vì vậy sức mạnh của ta có giới hạn. Tất cả chúng ta đều có những thăng trầm trong cuộc đời của mình, đúng không? Ồ, thì ra ông mượn cái con chó sói này sao? Ông xứng đáng tồi tệ hơn rất nhiều đó. Tất cả những gì mà ta đã làm là đề nghị giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi lại đáp ơn cha bằng sự thù hận. Tại sao không tập trung sự tức giận đó vào trong Lilith trong lúc này? Hãy nhận lấy phước lành của ta, phá hủy nó. Vậy là nó cho mình một cái sự nó ban phước lành cho mình để đánh bại Lilith. Vậy thì hỏi nó câu này đi. Các nạn nhân của anh trai ta, Bone, anh ta đã tàn phá những vùng đất man rợ từ rất lâu, cái thời trước thời đại của ngươi nữa. Ta ước ta có thể nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình. Tuy nhiên ta không có góp phần trong đó. Elias đã làm đảo lộn sự cân bằng tại các đền thờ nguyên tố, và những sắc thái quá khứ đó thuộc về lãnh địa của Bone, không phải của ta. Nhưng mà ta hoan nghênh sự thù hận của họ. Ta hoan nghênh sự thù hận của chúng. Nói chung là cái con chúa tể của sự hận thù Mephisto này là theo cái ác đấy. Nhưng mà tại sao nó lại ban phước lành cho mình để đánh bại Lilith? Vậy giờ mình có phước lành của cha, phước lành của con Mephisto này để đánh bại Lilith. Vậy thì ai cũng muốn là đánh bại Lilith hết. Nói chung là chúng ta đã nhận được phước lành của con này nè. Mọi việc về sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Bây giờ đi qua cánh cổng nào.